Hello, xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube bán thanh của Minh Tân Audio. Thì hôm nay nhân tiện có gửi một cái cấu hình vang với đẩy cho một bác khách cho thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Bác có gửi địa chỉ cho em rồi. Để em xem địa chỉ là gì nào. Bác là đâu rồi nhỉ? Đây ạ. Bác là Nguyễn Cường. Địa chỉ là 50 đường 868, khu phố 2, phường 5, thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang, ở ngay ngã tư Cai Lậy. Thì em có gửi cho bác cái một con đẩy 4 kênh, con AAP STD 804 kia. Con này thì là con đẩy 4 kênh của chính hãng của Tân Cường này. Con này các bác mua về thì là chơi lâu dài và thoải mái, bảo hành cái thứ rất là đầy đủ, chất âm rất là hay. Mua con này về thì không phải suy nghĩ là đổi đẩy nữa rồi. Tiếng đẩy cho ta khỏe, tiếng trong và sạch sẽ. Em sử dụng một con vang bãi mua gần sao. Con này thì em đã để giá rất là tốt thì cho bác. Bác bảo là định mua con vang cơ, nhưng mà em khuyên bác là nên lấy con vang số này. Thì bác đã lấy con vang số này rồi. Đây hình thức, bác Cường ơi, hình thức của nó đây nhá bác nhá. Bác bảo là quay cho video cho bác thì em đã quay này này. Đấy, hình thức con đẩy này. Đấy, hình thức con đẩy và con vang này rất là đẹp rồi. Em đã setup sơ sơ qua rồi. Thì về cách đấu nối ấy, thì là em sẽ quay một đoạn nữa, em sẽ quay cho bác xem. Đây là em chỉ giới thiệu qua cho cái con vang này. Đấy, con vang này là vang số này, đã setup qua mic. Và bác có lấy một em một đôi mic qua dây nữa. Mic qua dây, em cũng setup luôn theo đôi loa CIF kia. Tại vì cái đôi sự kiện hôm qua thì chưa gửi được đây. Đôi hôm qua thì là đôi này mà chưa gửi được. Đôi này chưa gửi được thì em phải làm bộ mới rồi, bộ này. Quay hình thức sơ qua cho mọi người xem cái chất đẹp như nào nhá. Con đẩy này thì là đẩy mới 100% này. Nguyên thùng xốp Vân Cường. Chính hãng, chất âm rất là hay. Đời STD 804 nâng cấp nhẹ của đời TD 804, giá là cao hơn tí xíu nha mọi người nhá. Em đã kết nối hết các thứ vào đi tính rồi. Thì sau đây em xin là mở nhạc và alo test chất âm của con đẩy con vang này cho mọi người cùng nghe nhá. Anh Cường, anh có mua của em một cái đôi mic này luôn này. Thì em đã set cái tiếng mic này, nó cũng nói chung là nghe nó cũng khá là ổn rồi. Em mời người cùng nghe cái tiếng alo của nó nhá. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Ở đây em chỉ đánh một đôi CIF thôi. Đấy, đôi 25 kìa. Em không đánh đôi gì nhiều nhá. Cái con đẩy này về mọi người có thể chơi được 4 quả 30 full căng thoải mái. Cái đẩy AAP này thì là tiếng rất là ok rồi. Mua về thì không phải lăn tăn rồi, mọi người nếu có nhu cầu mua con đẩy AAP này thì mua luôn cho em nhá. Không phải xin cái đâu. Cái giá em bán nói chung là cạnh tranh, rất là cạnh tranh này. So với những cái đại lý lớn thì nói chung là giá nó không thể tốt hơn được rồi. Mọi người lưu ý con đẩy này, mua về chơi hay lắm, thích lắm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Alo. 1 2 2 2 2 6 7. 1 2. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải trời đã sáng chưa? Mùa đông giá băng anh đi tìm, mùa đông mãi ân trong tim mình. Alo, alo, 1 2 2 2 6 7. Mọi người có nhu cầu và mua bộ karaoke thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0389 622 868 nhé. Hoặc là kết bạn Zalo để có thể là trao đổi những cái hình ảnh, là cái video và cái sự tư vấn nó chi tiết và nó rõ ràng cụ thể hơn nhé. Đấy, mọi người cứ ấn xuống phần mô tả video ấy là có số điện thoại của em ở dưới đấy, là mình có thể kết bạn Zalo. Thì cái combo đẩy với vang này thì là nó có hơn 10 triệu thôi, rất là xịn, còn thiếu mỗi loa thôi. Cái này có thể chơi hai đôi loa liền, nhưng mà bác không mua loa của em, bác ấy bảo là chưa có đủ tiền ấy.
Thì em nghĩ con đải này là mua về là không phải thay đổi này. Con vam này rất là hay rồi, dùng sử dụng trong một cái gia đình hát hò thì quá thừa thãi, nghe nhạc rất là hay luôn. Này, nhạc lên này, nhạc lên nhá mọi người nhá. Con đẩy AAP ở đây, 4 kênh có tem Tân Cường nhá, hàng xịn 100%. Còn cái mã đẩy MT sao 2 kênh thì em vẫn đang phân phối, vẫn cũng còn rất là nhiều. Mọi người có nhu cầu mua đẩy 2 kênh, giá mềm hơn, chất âm vẫn tương tự như con đẩy 4 kênh này thì con đẩy lên lại với em nhá. Đây, cách đồ nối này, anh Cường ơi, em ghi lại cái video cho anh nhá. Đây là dây nguồn, đấy. Tín hiệu vào đây là hai cái dây này, tín hiệu nhạc vào nhá. Anh sẽ cắm cho em hai cái đường ao ra này, hai cái đường ao ra đây, hai cái đường ao ra này, xuống đẩy là xuống cái đường này nhá, cổng cổng 1-2 nhá, và anh lấy hai cổng ao ra 1-2 của New Trick, hai cái dây này này ra loa như bình thường thôi, đấy, ra loa như bình thường thôi, em đánh hai con một đôi loa này thôi, đây với đây, combo này thì quá đẹp rồi. Nếu mà bác lấy loa thì là về nhà hát được luôn. Còn mic đây, mic đây nhá, 267 267 267 một cặp mic. Mọi người xem video thì nhớ ấn like đăng ký kênh giúp em nhé, để sớm nhận được những cái thông tin về sản phẩm mới nhất bên em đăng lên. Xin chào mọi người.